7 loại cây lâm nghiệp dẫn đầu xu thế trong năm nghề 2025. Xin chào, tôi là Biên, giám đốc điều hành trực tiếp trung tâm giống cây trồng Tam Đảo. Ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cho các bác những cái cây lâm nghiệp và những cái loại cây có cái đầu thu mua, đầu ra rất là ổn định và dẫn đầu là các loại cây lâm nghiệp. Trong 7 cây này thì tôi sẽ liệt kê trong video ngày hôm nay, sẽ chia sẻ cho các bác để chúng ta có thể vào top đầu năm 2025, đó là cây kỳ Hải Nam. Đây là một trong những loại cây kinh tế mới có rất nhiều lợi thế mạnh về đầu ra, nó hoàn toàn ổn định, nó có thể xuất đi tất cả các thị trường trên toàn thế giới, từ liên quan đến đạo Hồi, tôn giáo, đạo Phật, đạo Thiên Chúa, rất nhiều đều sử dụng đến gỗ trầm hết. Và cây kỳ Hải Nam là cây tạo trầm. Còn chưa kể đến nữa là cái cây này thì thường rất ít sâu bệnh, chi phí chăm sóc rất là thấp. Rồi là nhưng khi chúng ta tìm hiểu, chúng ta trồng thì nó phát sinh ra rất nhiều loại giống, cho nên là chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ. Và cái thứ hai nữa là ở Việt Nam thì lại không kén khí hậu, và từng loại giống nó sẽ trồng phù hợp với từng vùng miền, từng đất khác nhau. Miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì sẽ có từng loại dòng giống trồng phù hợp khác nhau, cho nên là chúng ta cần phải tìm hiểu thật là kỹ. Và khi chúng ta trồng cây này thì các bác cần phải lưu ý là đây là một trong những loại cây kinh tế có khả năng, khi mà chúng ta đầu tư ấy, thì nó sẽ có phải đầu tư với một khoản vốn rất là cao. Và khi chúng ta đầu tư cái này thì đa số nếu mà trồng số lượng nhiều thì chủ yếu là doanh nghiệp ở Việt Nam chúng ta trồng nhiều, còn hộ dân thì lại được các doanh nghiệp bảo trợ cho cái đầu ra để đảm bảo bà con chúng ta trồng cái cây này chúng ta yên tâm phát triển, là đầu ra ổn định. Về chi phí chăm bón hàng năm thì cây này rất là thấp. Năm đầu tiên chúng ta mất cái công chi phí chăm bón hàng năm thôi, năm sau cây phát triển lên rồi thì cái công phát cỏ cũng không phải làm nữa, chúng ta chỉ bón phân thôi, thì càng để càng lâu thì cái công chăm sóc càng nhẹ. Đây là đối với cây kỳ Hải Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái cây thứ hai. Cây thứ hai đó chính là cái cây đàn hương. Cây này được du nhập vào Việt Nam từ những năm 2015 bởi người đầu tiên có công mang về là tiến sĩ Vũ Thoại. Cho đến nay thì là tiến sĩ Vũ Thoại là một trong những thành viên của tập đoàn Đàn Hương Việt Nam. Và cây này hoàn toàn trồng rất là yên tâm và có tỷ lệ rủi ro rất là thấp. Bản chất cây này thì chúng ta, nó là cây dễ bán ký sinh, chúng ta bắt buộc phải trồng xen với các loại cây lâm nghiệp khác như là cây bưởi, cây cam, cây chanh, cây lâm nghiệp họ đậu như là cây sưa, cây chắc đỏ, cây cẩm lai. Thì chúng ta song song với đó là chúng ta lại có thu hoạch đến từ hai cây, và chúng ta có thể thu lấy ngắn nuôi dài, chúng ta có thể thu cây ăn quả để lấy cái kinh phí duy trì, và sau đó chúng ta 15 năm sau chúng ta có thể thu hoạch cái cây đàn hương này được. Đối với cây này thu hoạch ở Việt Nam thì thời gian thu hoạch nó khoảng độ từ 13 năm, nhưng theo thống kê như chúng tôi thì thường khuyên bà con để 15 năm để chúng ta thu được tối đa cái sản lượng. Và đặc biệt nữa thì nó có một cái nguồn thu đến từ lá, từ quả của cây đàn hương. Thì đàn hương trồng được khoảng 6 tháng thôi là chúng ta đã bắt đầu thu được lá. Và cái lá của nó thì tùy từng nơi họ sẽ thu mua dao động từ 200 đến 250 ngàn đồng trên 1 kg lá để người ta làm trà. Và cái trà đàn hương nó có rất nhiều giá trị trong sức khỏe của con người, và nó cũng có khả năng làm trẻ đẹp hóa làn da, chống oxy hóa rất nhiều. Và tôi đọc trên các tài liệu nghiên cứu của nhà khoa học họ ghi rất là rõ. Ngoài ra thì cái hạt của đàn hương thì chúng ta đến với những cái cây mà khoảng 7-5 tuổi thì chúng ta có thể bán cho các trung tâm làm giống được. Và cái thứ hai nữa là cái hạt này nếu như hạt còn non thì chúng ta có thể phơi khô và rắc vào món ăn như những cái hạt tiêu hoặc là hạt rổi của Việt Nam chúng ta, những hạt hương liệu đó, thì cái hạt đàn hương này chúng ta cũng có thể sử dụng như vậy. Và ngoài ra thì cái cây này khi mà chúng ta thu hoạch thì chúng ta thu chủ yếu là lõi gỗ. Thì cái lõi gỗ này khi mà bà con thu thì là nó có giá được trung bình là từ 200 đô đến 300 đô trên 1 kg lõi, tùy vào chất lượng màu lõi, bởi vì màu lõi nó đánh giá đến góc độ là sản lượng tinh dầu của cái đàn hương. Đấy, cho nên là tùy vào từng chất lượng lõi thì sẽ có giá từ 200 đô đến 300 đô, tức là dao động khoảng từ 5 đến 8 triệu đồng trên 1 kg. Và mỗi 1 kg thì nó sẽ mỗi một cây đàn hương thì nó sẽ cho được khoảng độ từ 20 đến 30 kg lõi từ 13 đến 15 năm. Đây là các bác là chúng ta nắm bắt được. Và cái giá trị ở bên ngoài thị trường, ở bên Ấn Độ và trên quốc tế họ đang bán cái tinh dầu đàn hương ấy, là từ 4.500 đô đến 5.000 đô trên 1 lít tinh dầu. Và cái tinh dầu này thì được chiết xuất chủ yếu là từ lõi gỗ và rễ của cây đàn hương. Và theo thống kê của
các nhà khoa học bên Ấn Độ người ta thống kê thì cứ 100 kg rễ cây của cây đàn hương thì người ta chiết xuất được khoảng độ 4 kg tinh dầu. Cái rễ cây thôi là chúng ta, bởi vì cái cây này chúng ta không bỏ cái gì cả. Khi chúng ta trồng thì từ ngọn, quả, lá, cành, thân, rễ chúng ta không bỏ một cái gì cả. Khi bà con chúng ta bán, chúng ta sẽ bán hết tất cả. Đấy, cho nên là cái giá trị của những cái bộ rễ nó cũng đem lại cái giá trị kinh tế cho bà con. Và thường nếu như ở Việt Nam bây giờ chúng ta thu hoạch, các doanh nghiệp ký cho bà con là giá dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng trên 1 kg lõi gỗ mua tại vườn, thì áng chừng mỗi một cây thì bà con chúng ta được từ 20 đến 30 kg lõi thì được khoảng độ từ 20 đến 30 triệu đồng trên một cây đàn hương trưởng thành. Trừ chi phí mua giống từ thời điểm ban đầu đến chi phí chăm sóc thì bà con ở đây chúng ta có lợi nhuận khoảng độ từ 70% đến 80%. Đây là một loại cây kinh tế chúng tôi đánh giá ở góc độ phát triển kinh tế cực tốt. Và tiếp tục chúng ta chuyển sang cây tiếp theo. Tiếp tục là cây lim xanh. Đây là một trong những loại cây gỗ quý được bảo tồn trong sách đỏ và đang được bảo tồn ở rất nhiều các vườn quốc gia. Cụ thể nhất là ở quê hương của tôi, ở Tam Đảo, cũng có rất nhiều khu vực đang bảo tồn. Cụ thể hơn là vườn quốc gia Tam Đảo đang bảo tồn cái loại cây lim xanh này. Và cây này thì có giá trị rất là cao, thế nhưng chúng ta chỉ thu hoạch là ở gỗ chứ cũng không thu hoạch ở cái lá hay cái gì cả. Và quả của cây lim xanh chúng ta cũng phải mài thì mới có thể ươm giống được. Cho nên là cái khâu thu hoạch quả của cây này cũng rất là vất. Đối với cây này thì bộ rễ cũng rất là khỏe rồi. Cây đạt tiêu chuẩn là cây lim xanh khi mà trồng được phải tối thiểu từ 40cm trở lên là chúng ta mới có thể trồng số lượng lớn được. Còn trồng số lượng ít thì chúng ta có thể trồng cây thấp hơn. Còn về chi phí đầu tư, giá trị của cái gỗ này thì là gỗ của lim xanh 1 mét khối bây giờ đang có giá từ 20 đến 30 triệu đồng trên 1 mét khối. Và chi phí trồng của cây này thì các bác phải lưu ý là siêu rẻ. Cây giá của nó chỉ dao động từ vài ngàn đồng đến chục ngàn đồng trên một cây, tùy vào chiều cao, tùy vào kích cỡ thước bầu. Và chúng ta trồng trong vòng từ 15 năm đến 25 năm là bắt đầu có thể thu hoạch. Và cây này thì nó không giới hạn về cái chiều cao, không giới hạn về cái bề ngang. Còn chiều cao thì cây này nó có thể đạt đến từ 25 đến 30 mét. Và cây tán rộng, cây khỏe. Bác nào mà theo dõi tôi thì có thể là tôi cũng đã từng vào trong cái rừng lim để quay cho các bác xem những cái gốc lim ở trong Tam Đảo. Thậm chí là 3 người tôi ôm không hết. Đấy là những cái cây lim rất là lâu năm. Còn thường 25 năm thì cây cũng sẽ nhỏ hơn. Các bác lưu ý như vậy. Đây cũng là một trong những loại cây mà kinh tế chúng ta trồng. Bởi vì là rất nhiều dự án tôi thống kê, chỉ riêng dự án nhà nước và dự án của doanh nghiệp trồng trong những năm vừa qua từ tỉnh Quảng Ninh rồi các tỉnh ven biển, mấy cái giáp núi, họ trồng cây lim này quá nhiều. Và một năm chúng tôi sản xuất ra hầu như là không đủ cung cấp bên thị trường. Và thậm chí là còn phải lấy lại giống của vườn quốc gia để cấp ra bên ngoài. Đây là một trong những loại cây mà các bác cũng lên trồng. Và tiếp tục là chúng ta chuyển sang cây tiếp theo. Tiếp theo là cây trắc đỏ, một trong những loại cây lâm nghiệp khá quý và thậm chí là rất quý. Đối với cây này thì nó có một cái ưu điểm mà được thị trường ở Việt Nam, không chỉ Việt Nam đâu, mà Trung Quốc, các nước như Lào, Myanmar, rất nhiều các quốc gia Đông Á và Châu Á của chúng ta sử dụng. Đối với cái gỗ này thì nó có cái lượng tinh dầu cao và độ bóng rất là nhiều. Tức là tôi gọi là cái độ bóng của gỗ rất là tốt. Và ngoài ra thì gỗ của cái cây trắc đỏ rất là nặng. Thời gian, cái cây này tại sao mà chúng ta đầu tư, mà đáng để đầu tư là bởi vì cái chi phí cây giống rất rẻ. Và thời gian chỉ trong vòng 15 năm đến 17 năm là chúng ta có thể thu hoạch. Và đối với cây này thì có dao động trên 1 kg gỗ thì có khoảng độ từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng trên 1 kg lõi gỗ của cây trắc đỏ. Và đối với giá trị của cây này, khi chúng ta thu một cây thì cây này nó thuộc họ đậu, rất giống cây xưa và lượng lõi của nó cũng khá nhiều. Chúng ta trồng chăm sóc thì chủ yếu chúng ta bổ sung vi lượng và đủ tất cả các yếu tố đa lượng, vi lượng, trung lượng cho cây, là cây có thể đáp ứng được cho chúng ta cái sản lượng lõi gỗ rất là tốt. Và chỉ trong vòng 15 chúng ta có thể thu hoạch được. Thì đây là một trong loại cây kinh tế. Thì tôi có thể nói là chúng ta đáng để bỏ ra để tiền ra để trồng. Bởi vì chi phí giống rẻ này, chi phí giống rẻ là nó kéo theo toàn bộ chi phí chăm sóc, mọi thứ cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều. Cây này không khó, đã là cây lâm nghiệp thì không khó. Đấy, và đây là những cái cây mà chúng tôi đánh giá về góc độ là đầu tư trồng là đáng để trồng. Và
thêm rất nhiều các loại cây khác. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang những giống cây khác để chúng ta nắm bắt được thêm những cái thông tin đủ 7 loại cây mà đáng trồng năm 2025. Tiếp theo là cây xoan đào. Rất nhiều người nhầm lẫn đối với cây này với cây xoan hôi và xoan nhừ. Tôi cũng đã nói rất nhiều lần xoan đào là lá phải liền. Và duy nhất ở tại Việt Nam là hiện nay đang một dự án đang phát triển rất lớn tại Lào Cai để đang trồng cái dòng giống này. Và đây mới là xoan đào chuẩn. Nhiều người chúng ta không nắm bắt được kỹ thuật và cũng không nắm bắt được về dòng giống thì rất dễ nhầm lẫn. Nhưng khi mà chúng ta xem video này thì chúng ta sẽ có về cái góc nhìn thực tế về cây xoan đào, gỗ xoan đào. Đúng xoan đào của nó là phải 15 năm trở đi là chúng ta mới có thể khai thác được. Và gỗ để càng lâu thì càng tốt. Giá trị của gỗ cây xoan đào này là chúng ta trồng phải tối thiểu là 15 năm mới có thể thu hoạch. Thì giá bắt nguồn từ 15 năm là 7 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Tùy vào độ tuổi của cây thì giá thành trên 1 mét khối sẽ có giá khác nhau. Đấy, thì các bác có thể tính được rằng là một cái cây như thế này chúng ta trồng từ 15 đến 17 năm là chúng ta thu hoạch. Thì đối với cây này thì 1 hecta chúng ta trồng được tận 1.160 cây. Bởi vì cây này chúng ta lại trồng không thưa mà chúng ta trồng rất là dày, 3 mét một cây. Thì suy ra 1 hecta thì chúng ta trồng được 1.160 cây. Lượng chi phí phân bón chăm sóc hàng năm khá thấp. Chúng ta chỉ chăm sóc trong vòng 1 đến 2 năm đầu. Và những năm sau khi cây lớn lên, phát tán thì cỏ không lên thì chúng ta lại không phải phát cỏ nữa. Và hoàn toàn lúc đó chúng ta bón phân tự nhiên là phân tổng hợp như NPK chúng ta cũng thể bón được. Và hoặc là chúng ta bón phân chuồng khô hoai mục thì là kích thích cho cây phát triển rất là tốt. Và giá trị của cái cây này là tôi đánh giá rất là cao. Mỗi một cây trung bình thì chúng ta cũng có thể thu hoạch. Khi thu hoạch là chúng ta rơi được khoảng độ từ 20 triệu đồng trở lên trên một cây sau 15 năm. Và tiếp tục là chúng ta chuyển sang cây tiếp theo. Một trong những loại gỗ quý hàng đầu của Việt Nam đó chính là cái cây mun sừng, mun đen. Có rất nhiều mun, vì có mun hoa, mun sừng, mun đen, rất nhiều loại mun khác, mun Lào. Thì đây là một trong những loại cây, cây gỗ mun để chúng ta phát triển. Về cái giá trị gỗ của nó chúng ta không phải bàn. Nó rơi khoảng độ 60 triệu đồng trên 1 mét khối. Nhưng ngược lại thì cây này phải từ 20 đến 25 năm thì chúng ta mới có thể thu hoạch được. Và cây này khá lâu. Và tất nhiên rồi, chúng tôi thường nói rằng đối với trồng cây lâm nghiệp thì đời người là một rừng cây. Khi chúng ta đã xác định trồng cây này thì thường các bác chúng ta cũng phải xác định về cái độ tuổi của nó để thu hoạch. Cây này chi phí chăm sóc thì cũng hoàn toàn không có. Và tỷ lệ sâu bệnh của cây này cũng rất thấp. Thường cây này rất ít sâu bệnh. Nó không như những cây khác, cây họ đậu thì có thể thường chúng ta gặp về những vấn đề liên quan đến như sâu đục thân, mối. Đấy, nhưng đối với những cây họ đậu như cây chắc đỏ thì chúng ta trồng sẽ gặp vấn đề đó. Còn đối với cây này thì thường ít sâu bệnh, nó là cây lâm nghiệp thân cứng, lên một thân. Và thời gian thu hoạch thì thường khá lâu, nhưng cái giá trị chúng ta nhận được lại thì lại cao, là dao động từ 60 đến 65 triệu đồng trên 1 mét khối gỗ. Và mỗi 1 hecta thì chúng ta trồng được khoảng độ 600 cây. Đây là các bác chúng ta nắm bắt được cái kiến thức về cái cây này, nó chính là cây mun sừng. Mun sừng ở Việt Nam chúng ta có mun đen, mun sừng, mun hoa. Thì chúng ta trồng mun sừng là một trong những loại gỗ tốt nhất hiện nay rồi. Lá, cấu trúc lá của mun sừng các bác nhìn thấy rất là nhỏ này. Và thường thường rất là khó để nhầm lẫn sang cây khác. Đây là một trong những loại cây thì tôi nhấn mạnh lần nữa. Và bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang cây tiếp theo. Và cây cuối cùng là cây gù hương xá xị, dòng gù hương ta, xuất phát từ khu vực Yên Bái. Đây là một trong những loại báu vật rừng xanh và liệt kê trong danh sách những loại gỗ quý của Việt Nam. Cây này thì theo thống kê thì nó có thể sử dụng để làm gỗ này, sập gụ, tủ chè, tất cả những liên quan đến sản phẩm gỗ có giá trị, những cái đồ thủ công mỹ nghệ có giá trị sử dụng nhiều. Và cái thứ hai nữa, cái lá và cái rễ của cây này có thể ép tinh dầu. Các cành, lá, thân, vỏ của cây này có thể ép tinh dầu làm tinh dầu xá xị. Thì hiện nay thống kê thì mỗi một sản phẩm, một mét khối gỗ cây này nó rơi vào khoảng độ 60 triệu đồng trên 1 mét khối gỗ của cây gù hương xá xị. Và sản phẩm tinh dầu thì đâu đó tùy chất lượng tinh dầu thì giá từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng trên 1 lít tinh dầu xá xị. Thì cái tinh dầu này nó có khả năng làm gia tăng sức khỏe, đề kháng những cái bệnh cảm cúm. Và ngoài ra thì loại trừ muỗi, dĩn rất nhiều và đến từ em bé xoa vào da rất là tốt. Cây này thì hiện nay là Việt Nam chúng ta đang phát triển bảo tồn và trồng rất là nhiều. Cụ thể là khu vực Hòa Bình, tất cả các khu vực Tây Nguyên cũng đang đầu tư trồng những cây này. Bởi vì cái giá trị kinh tế của nó không chỉ nằm ở trong nước mà nó còn liên quan đến xuất khẩu sang các quốc gia khác. Và khoảng cách cự ly mỗi 1 hecta trồng cây này cũng không nhiều, khoảng độ từ 600 đến 800 cây gù hương trên 1 hecta. Về đầu tư cây giống này thì cũng khá rẻ, nó không đắt. Nó chỉ có một số các cây giống nhập khẩu như cây đàn hương hoặc là cây kỳ Hải Nam thì nó sẽ đắt thôi. Còn cây này thì đầu tư giống thì chúng ta chủ động được tại trong nước. Thì đây cũng là một trong những loại cây mà chúng ta có
thể gọi là đầu tư chi phí thấp nhưng thu hoạch thì cũng khá lớn, đó là dòng cây gỗ quý của Việt Nam. Thời điểm thu hoạch thì chúng ta vẫn phải chờ đợi từ năm thứ 20, tức là 20 năm đến 25 năm chúng ta mới có thể thu hoạch. Đây là cây gỗ lớn, thân thẳng một thân và tán rộng. Đấy. Thì các bác trồng cây này thì chúng ta cũng có thể nghiên cứu phát triển cây gù hương xá xị này, cũng là một trong những loại cây rất tốt. Và có lẽ để tôi chia sẻ video này kết thúc tại đây. Và 7 cây lâm nghiệp vừa rồi tôi liệt kê thì các bác cảm thấy chúng ta nên đầu tư cây nào và để làm sao để hạn chế rủi ro, để làm sao phù hợp với kinh tế từng địa phương, từng vùng miền. Chúng tôi liệt kê những danh sách thống kê để các bác tự quyết định là chúng ta nên trồng loại cây nào. Không chỉ một loại cây mà Việt Nam chúng ta có rất nhiều cây lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế, là hy vọng sẽ giúp được cho các bác chúng ta nắm bắt được thông tin mới. Và các bác còn thắc mắc về vấn đề gì thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi, thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật về tầm nhìn, về giá trị thực tế, về từng chủng loại, từng loại giống, từng loại gỗ hiện nay. Cảm ơn các bác rất nhiều đã quan tâm và ủng hộ đến kênh YouTube của Trung tâm Cây giống Tam Đảo, và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi, để tôi hàng ngày có động lực làm nhiều video hơn nữa. Xin chào.